Trong 8 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1,4 triệu lượt người, gấp 13,7 lần cùng kỳ so với năm 2021. Việt Nam liên tục nằm trong nhóm các điểm đến có tăng trưởng cao nhất thế giới với mức tăng trưởng từ 50 đến 75%. Và một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công chính là chuyển đổi số. Những con số trên thể hiện rõ sự tăng trưởng của ngành du lịch. Trong bối cảnh người tiêu dùng dịch chuyển sang sử dụng nhiều hơn các sản phẩm công nghệ hiện đại, đưa chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2022, một hệ thống thống nhất về nền tảng số du lịch trên toàn quốc sẽ được xây dựng cùng việc hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh đa kết nối. Nhiều sản phẩm công nghệ dành cho du lịch thông minh đã xuất hiện như thẻ Việt, thẻ du lịch thông minh hỗ trợ thiết thực cho khách du lịch trong suốt hành trình. Thẻ du lịch thông minh mã QR cũng đã được tích hợp lên ứng dụng du lịch Việt Nam, Vietnam Travel.